Chiến dịch biên giới năm 1950 từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10 năm 1950. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chiến dịch đầu tiên mà bộ đội Việt Minh chủ động tấn công quân Pháp, làm thay đổi cục diện chiến trường, bắt đầu giành chính quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Quân Pháp thất bại lớn về cả quân sự và chính trị, bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động. Chiến dịch này có ý nghĩa bản lề quan trọng, là bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trung đoàn 174 và Trung đoàn 201 của quân Việt Minh chủ động đánh chiếm cứ điểm Đông Khê với mục đích cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4. Đến ngày 18, cứ điểm Đông Khê hoàn toàn thất thủ mặc dù đã được không quân yểm trợ. Pháp nhanh chóng điều động quân đội ở Bắc Bộ thực hiện cuộc hành quân kép. Một cánh quân do Trung tá Le Bague chỉ huy hành quân từ Thất Khê lên nhằm chiếm lại cứ điểm Đông Khê, mở lại đường số 4 và thu hút chủ lực của quân Việt Minh. Một cánh quân do Trung tá Cha Tông chỉ huy tiến công từ Cao Bằng xuống gặp Le Bague ở Đông Khê. Trung đoàn 209, Trung đoàn Sông Lô của Việt Minh đã hành quân lên Quang Việt. Phía bắc Đông Khê để chặn đánh binh đoàn Cha Tông. Ngày 6 tháng 10, cánh quân của Cha Tông cũng đến được Cốc Xá và bắt liên lạc được với Le Bague. Đại đoàn 308 lập tức bao vây chặn Cốc Xá và điểm cao 477. Trung đoàn 209 chặn ở phía bắc, phía nam, trung đoàn 174 chốt chặn đường rút ở Cốc Tồn, Khao Pia. Sáng sớm ngày 6 tháng 10, trung đoàn 36 bắt đầu tấn công Cốc Xá và đến buổi trưa thì gần như toàn bộ binh đoàn Le Bague đã bị xóa sổ, chỉ còn 650 trên tổng số 2.500 người. Số ít còn lại cố chạy sang điểm cao 477 cùng với chỉ huy Le Bague. Nhưng tại 477, 5 tiểu đoàn của đại đoàn 308 và của trung đoàn 209 đã vây chặt quân Cha Tông. Hai bên giành nhau quyết liệt tại các điểm cao ở đây. Đến chiều, binh đoàn Cha Tông trở nên rối loạn khi biết tin binh đoàn Le Bague đã bị xóa sổ. Cha Tông đã tập hợp những người còn sống sót rút khỏi điểm cao 477 mở đường máu về Nà Cao, nhưng đến chiều thì bị bắt làm tù binh cùng với toàn bộ ban tham mưu. Những quân lính còn lại của Le Bague cùng với chỉ huy của mình mất liên lạc với Cha Tông, đã tìm cách rút lui theo đường rừng để về Thất Khê, nhưng đến sang ngày 8 tháng 10, Le Bague cũng đã bị các quân sĩ của Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 bắt làm tù binh cùng các sĩ quan tham mưu của mình. Tính đến ngày 8 tháng 10, bộ đội Việt Minh đã loại khỏi vòng chiến đấu 8 tiểu đoàn quân Pháp, làm sụp đổ kế hoạch phòng thủ biên giới. Trước nguy cơ Thất Khê sẽ bị tiêu diệt như Đông Khê, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp đã ra lệnh rút khỏi Thất Khê trong rối loạn và phải chịu những tổn thất nặng nề khi bị 4 tiểu đoàn của Đại đoàn 308 cùng toàn bộ Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạc truy kích. Đến ngày 17 tháng 10, Việt Minh chủ động kết thúc chiến dịch. Dưới sự uy hiếp của bộ đội Việt Minh và sự hoang mang của Bộ Chỉ huy Pháp, đến ngày 22 tháng 10 năm 1950, quân Pháp phải rút bỏ hoàn toàn khỏi các cứ điểm còn lại trên đường 4 như Thất Khê, Na Sầm, Đồng Lập, Lạng Sơn, với thiệt hại rất nặng nề về trang bị. Kết quả là sau chiến dịch biên giới, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 lính, thu được 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. Chiến dịch khai thông một đoạn biên giới dài, nối Việt Bắc với các nước đồng minh lớn thành một dải liên tục đến tận châu Âu. Đây là chiến dịch đầu tiên mà bộ đội Việt Minh chủ động tấn công, làm thay đổi cục diện chiến trường, bắt đầu giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Quân Pháp thất bại lớn cả về quân sự và chính trị, bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động. Chiến dịch này có ý nghĩa bản lề quan trọng, là bước ngoặt của cuộc chiến tranh. Đây cũng là lần đầu tiên ta thực hiện một kế hoạch tác chiến mới với tên gọi là đánh điểm diệt Việt. Có thể hiểu đó là nghệ thuật vây điểm hay diệt điểm để kéo địch ra khỏi công sự. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng, có tác dụng mở màn, tạo thời cơ để thực hiện mục tiêu chủ yếu là đánh tiêu diệt lớn quân địch ngoài công sự. Vấn đề đặt ra là chọn đúng thời điểm, chọn đánh ở đâu để khi bị đánh, bị bao vây cô lập, định mất nhất định phải điều quân ứng cứu, giải vây vào đúng thời điểm, thời gian ta đã chọn là một nghệ thuật rất cao. Trong chiến dịch biên giới, ta chọn đánh cứ điểm Đông Khê, buộc hai binh đoàn Le Bague và Cha Tông từ hướng Lạng Sơn, Cao Bằng về ứng cứu cho Đông Khê, và ta chặn đánh địch trên đường chúng ứng cứu cho địa điểm bị quân ta đã chọn công kích trước đó. Với đường lối chiến tranh đúng đắn kết hợp với nghệ thuật chiến tranh đạt tới đỉnh cao,
cùng với sự chỉ đạo tài tình sáng suốt đã tạo nên một chiến thắng to lớn ngoài dự kiến trong chiến dịch biên giới năm 1950. Thắng lợi to lớn này đã mở ra một thời kỳ mới trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, thời kỳ thế chủ động trên chiến trường hoàn toàn nằm về tay quân đội cách mạng Việt Nam. Trên đây là bản tóm tắt sơ lược về chiến dịch biên giới năm 1950. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.